Qua kiển Vĩnh Trang xin kính chào bà con nha. Hôm nay em xin dắt bà con đến tham quan bốn cây bông trang hồng phấn lá nhỏ của vườn anh Hiệp ở Hậu Giang nha bà con. Bốn cây này trồng cũng lâu năm ạ. Có bự có nhỏ nhưng mà cái hoành nó bự lắm rồi. Nè em quay nè bông cho bà con coi. Cây này nở bông rực rỡ luôn. À, mà hồng phấn nha bà con, hồng phấn lá nhỏ. Bốn cây từ bự tới nhỏ trồng sắp hàng luôn. Này, quay cái đế cho phải con coi. Đó, cây nào cũng có đế nha, đế đẹp. Đó, đế đẹp. Cây này đế quá đẹp nè. Này thì đế quỳ. Đế quỳ thì nó bên đây có, bên đây nó trống. Cây này chưa có bự đế. Giờ mình đo thử cây bự đi anh Sơn ơi, đo cái chiều cao nó anh Sơn. Cái này chắc mét sáu. Rồi mét sáu đi, hơn mét sáu một chút mà kiểu như mét sáu đi, mình đo cái hoành rồi, hoành này khủng rồi, bự hơn cây anh Sơn bả nè. Quên lại xem. Cây này giá trị. Này vô chậu bông Quên đẹp lắm. 20, hơn 20 chút. Mình hơn 20 một chút. Rồi mình đo cây này luôn anh Sơn ơi. Dạ. Mấy cây này được cái một cốt nó thẳng lên nó đã nè, nó không có bị nhánh của anh Sơn nãy có một cây nó bị cái nhánh dưới cái gốc. Cây bị bán nữa rồi nó lớn. Cây bị Quanh này 12, 18. 18 hả? Hơn 18, cứ 18. Nè, coi cái đế nè. Một vòng tay là vừa đó, 18 đó. Cao 1m3. Cao 1m3. Rồi mình đo cây kia luôn anh Sơn ơi. Mà cây này thấy hấp dẫn hơn nha. Bị lát hấp nhánh nên phía con lỗ. Cỡ mét ba ở mét hai mấy bông quá đẹp. Cái này đế đã lắm mà con ơi, đế đều ở trên luôn nha, chứ không phải nha. Có một bên đâu ạ. Lỗ mặt hả? À, 21 hả? Hai mươi à? 20. 20 là khó kiếm mà ui. Trồng bự được gì mà bông trang lá nhỏ đâu phải dễ ăn đâu bà con. Đó, chỗ bông thấy rực rỡ không? Rồi bà con có muốn mua mấy cây bông trang này của anh Hiệp thì liên hệ với em số điện thoại 0798 716 145, em dẫn đường cho đi xuống vườn nha. Rồi xin kính chào bà con.